rồi nhà mẹ nó là giao cho anh rồi. Ủa sao nói mẹ không làm? Không, anh dặn mẹ á. Anh dặn mẹ nhớ. Cái nông thường là không nhớ. Nè, nó vô. Ê, sao dục chạy quánh anh bây giờ á? Ê, đừng mang về tốt nha. Hả? Đi chùa hả? Đi chùa đừng mang về tao. Bỏ chùa bỏ dép ngoài mắt. Con lóc tờ rồi mẹ ơi. Không không được đâu. Mình đâu có vô. Không có đâu, không được đâu. Không biết là thà mình xách theo hoặc mẹ bỏ con vỏ xách theo chứ nguy hiểm. Bỏ vỏ xách theo rồi. Ừ, lấy cái bọc đi. Mẹ xách theo cho. Con vỏ xong con bỏ cho nó dày vô vỏ. Vậy tới vô vỏ phải đi chân không hả? Ừ, đi chân không. Biết mua rồi đâu có giá đó. Bót mà. Bây giờ mới sao vậy? Bây giờ à, bố bà em sửa cái tướng đi mà. Nó nói là đường mòn thôi. Em đi cái tướng nhìn nó giống đá đó, nó thung lũng lắm. Đi đâu nhà anh tướng phải đi cho nó khỏe. Thoải mái. Chắc có bảy dập cái mặt nó ăn cười. Là chúng ta gặp trai, ta đi khác. Chà, nó quét qua, quét lại. Quẩy, 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 quẩy. Nó hôn vô kìa. Hai con hôn vô kìa. Thầy ơi. Thấy chưa, tồi bại trong nhà. Bà chủ không ngăn cản, bà chủ không mấy phim. Anh, anh có lấy khẩu trang em mà sao? Có không? Anh nói là xin chị không trông. Rồi rồi. Có gì chắc chơi thường. Tí ra đây, tí ra đây. Ủa chắc có không đen mà. Với bước thấp chắc có đẹp không? Vô rồi chứ. Đang đâu?